Xin chào các bạn đã trở lại với Pixel và bạn. Thì cái chuyên mục này thông thường mình sẽ tổng hợp những cái feedback phản hồi của người dùng về những cái sản phẩm đang có mặt trên thị trường. Và dạo gần đây khi mà mình thấy rằng là có rất là nhiều bạn đang quan tâm về mẫu Oppo A16K, và khi mình tổng hợp mình thấy rằng là có rất là nhiều bạn phản hồi về cái sản phẩm này. Và đây mình cũng đang có đây chiếc Oppo A16K phiên bản 2022. Trước khi mà bắt đầu vào cái phần mà tổng hợp những cái feedback của khách hàng cùng với anh Hậu á, thì mình xin phép dành một ít phút để mở hộp Oppo A16K phiên bản 2022 này nhé. Let's go. Thì cái phiên bản này á, sắp tới nó sẽ được mở bán online trên Tiki, Lazada, Shopee, và cái chương trình sale sẽ diễn ra liên tục. Về cái thời gian cũng như là mức giá sale mình sẽ để trực tiếp trên màn hình cho các bạn tiện theo dõi nha. Đây mình sẽ bóc siêu nó ra. Về cách đóng hộp thì cũng tương tự thôi, chúng ta sẽ có phần ở ngoài màu xanh này, chữ A và logo màu đen. Rồi phía bên trong chúng ta được tặng một cái ốp lưng silicon trong đây. Đây là nhân vật chính của chúng ta, Oppo A16K 2022, và phiên bản ở đây mình đang có là phiên bản màu trắng. Ở đây thì chúng ta cũng sẽ có một cái củ sạc 10W. Đây là cái cáp sạc micro USB. Và đây là Oppo A16K phiên bản 2022. Cơ bản về thông số cấu hình thì nó không có gì khác so với phiên bản mà đã từng được ra mắt trước đây cả. Mình sẽ hiển thị trực tiếp những cái thông số của nó trên màn hình cho các bạn tiện theo dõi nha. Chiếc máy này thì sẽ có tất cả là hai điểm nâng cấp lớn. Thứ nhất á, là RAM được nâng cấp từ 3GB lên thành 4GB, và bộ nhớ trong của nó cũng được nâng cấp lên thành 64GB. Và tất nhiên các bạn cũng có thể là nâng cấp thêm cái bộ nhớ trong này thông qua thẻ cắm microSD. Chiếc máy này sắp tới thì nó sẽ được bán online tại các sàn thương mại như là Lazada, này, Tiki hay là Shopee, và nó sẽ được sale liên tục nha. Về cái thời gian cũng như là mức giá bán sale của nó thì mình sẽ để trực tiếp trên màn hình để cho các bạn tiện theo dõi. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần tổng hợp những cái feedback của người dùng về Oppo A16K sau một thời gian nó đã được ra mắt. Rồi và bây giờ là đến cái chuyên mục mà mình với anh Hậu sẽ tổng hợp những cái feedback, những cái phản hồi, những cái lỗi mà người dùng gặp phải trên con Oppo A16K. Là người dùng bỏ tiền ra để mua chiếc máy này đúng không? Và bạn sẽ đưa ra những cái cách để mà fix những cái lỗi hoặc là những cái nhận xét trên góc nhìn của reviewer của anh trong cái giá này. Rồi ok. Đầu tiên là những cái feedback của người dùng thì có một bạn nhận xét rất là nhẹ nhàng và thậm chí đọc vô ai cũng biết tưởng đây là một shipper luôn á. Thì bạn này kêu nhưng mà đã có sự xác nhận là đã mua hàng rồi đúng không? Ok, phải có mua hàng, xác nhận mua hàng thì chúng ta mới được gọi là tính. Còn đúng nếu rồi, mà dù có khen hoặc là dù có chê mà không có xác nhận mua hàng thì cũng không được gọi là tính. Đúng ok. Bọn mình feedback thì cũng có chọn lọc các bạn. Toàn là shipper không đâu. Ok. Thì bạn này nhận thấy rõ ràng là con này trong cái phân khúc giá này thì đây là một chiếc máy có thiết kế ok. Đúng thì là nó mỏng đẹp thiệt, công nhận. Màn hình độ sáng tốt này và có khả năng làm mà tự động giảm độ sáng ánh sáng xanh để mà bảo vệ mắt. Tức là các bạn ấy đang sử dụng cái tính năng mà buổi tối đọc sách đó. Đó là làm dịu mắt thì đúng thiệt rồi. Đó là mới tính năng mà thường nhá, anh sử dụng máy á thì anh cũng bật nó vào buổi tối hoặc là anh sẽ hẹn giờ. Đó tùy vào từng máy, thì có máy thì anh sẽ hẹn giờ, nếu mà nó có hẹn giờ thì anh sẽ hẹn giờ từ khung nào thì anh sẽ bật cái tính năng nó lên. Em biết tại sao không? Bởi vì đôi lúc kiểu như là đang ngủ mà chúng ta thức dậy á, xem giờ hoặc là xem một cái gì đó mà ánh sáng xanh nó đập thẳng vào mắt rất là khó chịu. Đúng rồi. Thì anh nghĩ rằng là bạn này quan tâm rất là kỹ tới những cái thứ mà đôi lúc người dùng kiểu như là bỏ qua, đó là những thứ cơ bản ấy. Cái cơ bản nhất thôi. Thì bạn này còn nói thêm là con này máy này pin nó 4.000 nhưng mà trâu như 5.000. Đó thì nghe chắc giống bia ha. Nhưng mà cái bạn này chắc cái nhu cầu chắc ở mức gọi là nghe gọi thôi. Nghe gọi cơ bản thôi chứ không có gì cả. Okay. Và bạn này cũng nói luôn là con máy này trong cái phân khúc giá thì cam nó chỉ ở mức trung bình mà thôi. Và đúng. Hiệu năng thì bạn cũng đưa ra lời khuyên là các bạn nên gỡ những cái ứng dụng không cần thiết hoặc là tải những cái nào mà cơ bản nhất thôi để mà xài nó mượt mà hơn. Bởi vì thực ra bạn mua đợt đầu thì chỉ có bản 32 thôi. Đó đâm ra là cái bộ nhớ lưu trữ thực tế mà các bạn dùng để cài app á, thì nó cũng rất là ít. Cho nên là thực ra hôm trước anh cũng đã từng có một cái video anh nói về vấn đề là các bạn nên gỡ ra một vài những cái app để chiếc máy này chúng ta có bộ nhớ trong nó thoải mái hơn, và cũng bị chửi khá là nhiều. Đặc biệt là những chiếc máy mà chỉ có 32GB thôi. Đúng rồi. Chủ động gỡ đi, không cần thiết thì gỡ đi. Xóa đi, hơi phiền một tí. Nhưng mà và cũng có bạn feedback y như lại nói luôn là con máy này bạn thắc mắc là tại sao hệ thống tới 10GB dữ vậy. Rồi bạn nó kêu rằng là máy chỉ có 32GB không kịp lưu gì hết. Thì đó thì cái vấn đề lớn nhất của A16K mặc dù nó bán rất chạy nhưng có cái vấn đề là cái bộ nhớ trong của nó rất là bé. Thực sự rất là bé đấy. 32GB thì cuối cùng các bạn chỉ còn khoảng 10 14 15GB gì để lưu trữ thôi, không đến nữa.
Cho nên là cái việc mà bây giờ Oppo họ tung thêm một cái phiên bản 64 thì anh nghĩ rằng là cũng hợp lý đấy, dành cho cái 16K. Không, thực sự là không chênh lệch quá nhiều. Tại vì con này bán online. Các bạn chỉ có thể mua online, mình nhớ không nhầm là bán Lazada, Shopee rồi Tiki đúng không? 3690. Nói chung là mấy cái con nó bán online khi nào nó cũng sẽ không có vấn đề em thấy nha. Mặc dù là máy có hỗ trợ thẻ microSD nhưng thật sự là em thấy thời gian gần đây nha, cái lượng người dùng quan tâm tới việc mà mở rộng cái khả năng lưu trữ bằng cái thẻ nhớ đó rất là ít. Đúng. Hồi trước như em là tầm khoảng 5 năm về trước á thì cái hay đi ra ngoài tiệm, anh ơi có thẻ 16GB không, có thẻ 32GB không, đó rồi. Là cái rất là thường xuyên luôn. Nhưng mà bây giờ bởi vì bản thân em bản thân á, cái bộ nhớ lưu trữ ngoài đó thì em thứ nhất là nó có một vấn đề là nếu em mua những cái tốc độ đọc ghi nó chậm á thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái máy của chúng ta đấy. Và thứ hai á là cái đó thì nó cũng chỉ để dành cho lưu trữ video, lưu trữ nhạc này nọ thôi, mà bây giờ nhạc thì toàn nghe online, cũng chả có bao giờ mà phải là tải nhạc về rồi nhét vào cái máy nó nghe đúng không? Đúng rồi. Và quay video thì thực sự nếu mà mua những cái thẻ không chất lượng mà quay mà ghi vào trong máy thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đấy. Đó, cho nên là bây giờ thì người dùng quan tâm tới cái bộ nhớ trong nó lớn hơn cũng là một cái điều dễ hiểu. Cho nên là những chiếc máy bán ở Việt Nam bộ nhớ trong càng lớn thì người dùng lại càng phấn khích, bởi vì họ không cần phải mua thẻ, không cần phải là nhấn cái tính năng. Ví dụ bình thường em sẽ thấy rằng là những cái máy mà có hỗ trợ thẻ nhớ ngoài đúng không, thì nó sẽ có cái mục là ghi trên thẻ nhớ ngoài, quay video hoặc là chụp thì nó sẽ lưu ở trên đó, thì người dùng cũng không bớt cái sự rườm rà hơn. Là hầu như là họ quan tâm mỗi trong chứ họ không còn quan tâm đến việc mà có thẻ nhớ ngoài hay không nữa. Đúng rồi. Rồi một feedback tiếp theo, bạn này cũng có nhận xét rằng camera của máy này lồi khá là nhiều. Thấy nó bình thường. Mình thấy ở mức hoàn toàn chấp nhận được với cái mức lồi như thế này. Anh thấy nó bình thường. Nó bình thường luôn á chứ không gọi là lồi. Không quá là lồi lắm đâu. Bạn kêu rằng là với cái camera này thì dễ chạy xước nè, mặt lưng vỏ bóng mau dơ. Đúng. Nói chung là đây là một cái sự đánh đổi. Các bạn thích bóng bẩy đúng không? Các bạn thích bóng bẩy thì các bạn sẽ lựa chọn những chiếc máy mà cái mặt lưng của nó bóng bóng một chút. À, kiểu như thế này này thì nó sẽ rất là bóng bẩy và thời gian đầu rất là đẹp, nhưng mà thời gian sau thì nếu các bạn không dán. Thực sự ngày xưa anh hay xài mấy cái máy mà bóng bóng bẩy như thế này á thì anh sẽ dán cái mặt lưng nó lại đó, thì sau một thời gian sử dụng á thì nó sẽ đỡ hơn. Còn nếu mà các bạn không dán lại thì ôi trời ơi, kể cả mang ốp lưng nó cũng không thể chữa được, bởi vì ốp lưng cát hoặc là khi mà chúng ta chơi dơ á đó thì nó cũng sẽ không. Nhưng mà nhắc tới ốp lưng em mới nhớ nha, em đang xài con Reno 6 5G. Và có cái em rất là thắc mắc đó là ngày hôm qua em mở cái lưng ra thì trong máy nó rất là dơ bụi, nó dính rất là nhiều, trong khi ốp lưng em là cái loại mà nó rất gọi là kín khít đúng không, nó chống được rơi bỏ luôn, chống rơi luôn, nhưng mà mở ra bụi trong rất là nhiều. Đó, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đấy. Nói chung là các bạn thích bóng bẩy thì các bạn sẽ phải giữ thật kỹ. Đó, giống như kiểu là các bạn thích mang giày trắng thì bắt các bạn phải giữ thật kỹ, không được đi trời mưa này nọ thì nó cũng sẽ là một vấn đề. Đây là vấn đề bạn chấp nhận. Đó, 50-50 ha. Thích thì chúng ta phải nhích. Rồi, bạn này kêu rằng là màn hình con máy này không được nét. À thì đúng hết. Nói chung là em đoán là con máy trước đây của bạn là một con máy Full HD. Thì đó, anh đã từng bảo với mọi người rồi là nếu các bạn đã quen với Full HD rồi thì các bạn chúng ta chỉ nên đi lên thôi, chúng ta không nên đi xuống. Giống như là bạn đang sử dụng 90 hẹt và bạn nâng cấp lên một con máy chỉ có 60 hẹt. Thì nó cũng sẽ là một cái vấn đề đấy. Nó cũng giống như thế này, hiện tại mình đang sử dụng một cái laptop màn hình 2K và khi mà mình chuyển xuống sử dụng một cái laptop khác màn hình Full HD thôi là đã thấy rất là khó chịu rồi. Đó, cho nên là các bạn cũng cần lưu ý, đây một cái lưu ý rất là quan trọng này. Chúng ta nên đi lên, nâng cấp lên chứ đừng có bao giờ là nâng cấp đi xuống. Khi trải nghiệm của chúng ta đây, nâng cấp ở đây là nâng cấp về trải nghiệm chứ không phải là nâng cấp về giá tiền, mà nâng cấp về trải nghiệm. Các bạn đã sử dụng độ phân giải Full HD rồi thì các bạn tối thiểu máy tiếp theo của các bạn phải là Full HD. Các bạn đã quen với 90Hz rồi thì tối thiểu sau này các bạn phải mua một chiếc máy phải 90Hz rồi đó. Rồi những cái khác chúng ta tính sau, bởi vì nó sẽ ảnh hưởng tới cái trải nghiệm của chúng ta rất là khó chịu đấy. Tiếp theo á, thì về hiệu năng đi thì có một số bạn feedback và em thấy rằng là nó đều có sự liên quan với nhau. Đó, thì bạn này kêu rằng là Hello G35 đây là một quy xử lý quốc dân trong cái phân khúc này và đây là một quy xử lý yếu. Đúng. Thực ra thì 3 triệu mấy thì nó cũng toàn loanh quanh mức Hello G35, hoặc là mới đây thì chúng ta có Unisoc T606 thôi, thì tầm giá chính hãng như thế này thì chúng ta cũng không có không thể đòi hỏi là nó sẽ sử dụng những cái vi xử lý quá mạnh được đúng không? Còn gần đây nhất nữa thì chúng ta có Xiaomi, họ tung ra cái Snapdragon 680 5G nhưng mà cũng bèo lắm thì cũng phải 4 triệu mấy. 695 5G hoặc là 680 4G chứ. 680 đâu có 5G đâu. À không, 680 4G, 680 4G thì khoảng 4 triệu mấy á, nhưng mà con này khoảng 3 triệu mấy thì chắc anh cũng phải chấp nhận thôi. Nói chung là anh em đừng có nghĩ rằng là chúng ta mua những chiếc máy khoảng hơn 3 triệu về để chơi game, 3 triệu rưỡi về để chơi game khó lắm, thực sự rất là khó. Các bạn chỉ có thể là đáp ứng được những cái nhu cầu cơ bản thôi. Tầm tiền này thì anh nhớ không nhầm là
chúng ta cũng có những chiếc máy từ dòng Redmi 9A, 9C gì đó của Xiaomi đúng không? Thì họ nó cũng đang sử dụng cái dòng Helio G. Đó, có con thì G25, có con thì G35. Thì chúng ta cũng sẽ phải chấp nhận về cái vấn đề đó. À, một cái điểm nữa là gì? Con này còn hên á, là G35 nó chỉ phải gánh cái màn hình HD cộng thôi. Chứ còn nếu mà nó còn gánh thêm cái màn hình Full HD thì lát thôi rồi luôn. Đúng rồi, tới công chuyện lúc đó đúng, thực sự là tới công chuyện. Cho nên là đôi lúc chúng ta bị cắt cái này, nhưng mà nó có thể là nâng cao cái một trải nghiệm nào đó. Thì G35 ở trên Oppo A16K, anh thấy rằng là trải nghiệm cơ bản thì với cái ColorOS nó cũng tương đối ổn đấy. Nhưng không chấp nhận được cái chấp nhận được thôi, chúng ta không thể đòi hỏi nhiều hơn được. Đúng không? Các bạn sẽ phải đánh đổi nha. Các bạn thích một cái màn hình độ phân giải Full HD cộng, cũng sẽ sử dụng cái chip này, thì các bạn sẽ phải có sự đánh đổi ở đây. Bởi vì anh đã từng đọc rất là nhiều những comment, các bạn bảo rằng ủa tại sao mà nó lắc như thế, tại sao mà bên kia cũng xài con máy này mà nó con chip này mà nó lắc như vậy. Thì bởi vì nó phải gánh một cái màn hình lớn hơn, chúng ta không thể đòi hỏi được. Hay làm ví dụ như là một con chip tầm trung Snapdragon 695 5G ấy, mà phải gánh một cái camera, nó phải xử lý cái camera độ phân giải lên tới là 108 thì nó cũng bình thường thôi. Vẫn vậy thôi. Đúng, đúng rồi, bù đắp lại thôi. Cho nên là hiệu năng của này thì nó cũng chỉ đủ để đáp ứng cái nhu cầu rất cơ bản của mọi người thôi. Chúng ta cũng không thể đòi hỏi nhiều hơn được đâu. Đó, có mà cái bạn tiếp theo bạn cũng nói thế này nè. Là con máy này thì ngoại hình đẹp mắt đi. Công nhận là nó đẹp thiệt. Xử lý cũng tạm ổn. Và bạn ấy nhận thấy rất là thật tình luôn nha. Bạn nó kêu rằng là trên màn hình nó có ba cái nút, là nút vuông, nút tam giác với cái nút bạn ghi là nút tròn, vuông, tam giác. Và bạn nói rằng mấy cái nút này phải bấm 2 lần mới thoát ứng dụng ra được. Đã. Có nghĩa là ví dụ như muốn thoát ra đi, bạn phải bấm 2 lần vào cái nút home thì nó mới bắt ra được. Cái này nó cũng liên quan đến cái việc việc xử lý con chip của bạn đó thôi. Đây, anh thử đi. Không phải, mà đôi lúc á nó sẽ có cái sự khự. Nói thì tầm tiền này kiểu gì nó cũng sẽ bị đơ. Không thể được. Nhưng mà đôi lúc mà chúng ta có cái cảm giác á, anh thấy nha, rất là nhiều người á, có cái thú vui luôn. Những cái người mà anh đã từng gặp rồi á, thì họ thích bấm kiểu như này. Bấm lia lịa luôn. Đó, trong khi đó các bạn chỉ cần nhấn một phát thôi là nó đã bắt rồi. Nhưng mà đôi lúc kiểu như là cái máy nó bị đơ. Nó bị đơ. Mình nói thiệt với các bạn là kiểu gì máy tầm này cũng sẽ đơ thôi, không có thể gọi là không đơ được. Nhưng chiếc máy nào trong phân khúc giá nào nó cũng sẽ cũng nhưng mà những cái con ấy có thể là cái tốc độ đơ của nó sẽ nhanh hơn một chút, đúng không? Thì đôi lúc các bạn quên mất cái vấn đề này đó, tại vì thói quen. Ngày xưa mình cũng vậy thôi, ngày xưa anh cũng thế này này. Thì các bạn chỉ cần nhấn cái này này, nhấn một phát thôi là nó đã về rồi, thực sự là về rồi, chứ các bạn cũng không phải cần nhấn đúp đâu. Nhưng mà thói quen của chúng ta kiểu như là đó, cứ nhấn đưa. Đúng rồi, thói quen. Cái này thói quen, chứ anh đã sử dụng rất nhiều những chiếc máy Oppo rồi. Và anh cũng sử dụng một thời gian Oppo A16K để có thể là chia sẻ cho mọi người rồi. Đâu có phải nhấn đúp đâu. Đôi lúc chúng ta cảm giác là như thế, hoặc là lúc nó bị đơ, thì chúng ta sẽ làm mọi thứ, tất cả mọi thứ để cho nó có thể về được. Đúng rồi. Em từng sử dụng mấy con giá thấp, giá rẻ thì nó cũng phải gặp tình trạng. Em cũng hay đúp 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 luôn. Đúng rồi, đúp 20 lần. Đó. Có một cái bạn feedback này em thấy khá là khó hiểu. Bạn nó kêu rằng là giá quá cao so với cấu hình. Thì em nghĩ nha, tại vì khi mà các bạn quyết định mua con máy thì các bạn đã chấp nhận cái mức giá đó với những thứ nó có rồi. Mà bạn này mua xong bạn lại feedback lại là giá quá cao so với cấu hình. Thì em cũng khá là khó hiểu, tại vì bạn này nếu mà bạn nó cho rằng giá quá cao, nếu mà đã chê thì sẽ không mua, đúng không? Không mua nó từ đầu. Tại sao lại mua về xong lại quyết định là lại chê là giá cao so với cấu hình? Anh nghĩ là do lúc đó đang mê nhìn cái khác. Vào trong mấy cái đống lớn đó, đúng không? đúng không? Nhưng mình nó cũng nói thật với các bạn là tầm tiền này 3,4, 3,5 triệu á, thì nó cũng chỉ loanh quanh vậy thôi, cũng đều là G35 hoặc là Unisoc T606 thôi. Đó. Được cái là những cái brand khác á, chúng ta sẽ có màn hình Full HD cộng. Nhưng mà cái brand Oppo hay là Samsung thì chúng ta chỉ có HD cộng trong tầm tiền này thôi. Nhưng mà nó cũng sẽ có cái sự đánh đổi ở đây. Các bạn có một cái màn hình Full HD á, xem giải trí rất là ok, nhưng mà đôi lúc nó phải gánh cái vi xử lý, nó phải gánh một cái màn hình lớn hơn, độ phân giải lớn hơn, thì nó cũng sẽ là một cái vấn đề trong quá trình mà chúng ta sử dụng. Hoặc là phải chấp nhận. Đúng. Nhưng mà một lưu ý, đi mua điện thoại hay đi mua bất kỳ cái gì đó thì chúng ta hãy chỉ nhìn đến điện thoại thôi. Chúng ta đừng có nhìn đến cái khác. Nhìn tới sản phẩm mà chúng ta cần mua thôi. Đúng rồi. Nhưng mà ví dụ như bạn muốn mua con Oppo A16K 464 đúng không? Thì chúng ta chỉ đi thẳng câu chuyện đó thôi. Lấy cho em con Oppo A16K 464. Đúng rồi. Hoặc là mua Find X5 Pro sắp tới. Lấy em con Find X5 Pro xong hết. Bỏ qua ngoài, tất cả mọi thứ. Ngoài tai. Đừng bỏ ngoài tai ha. Ok. Một cái chuyện khác, về nhà xong là thấy một vấn đề khác. Lúc đó mình tỉnh. Rồi bây giờ mình sẽ chuyển qua cái phần cái lỗi mà các bạn hay gặp phải. Rồi ok, anh sẽ trả lời những cái lỗi này. Ok. Bạn này nói rằng là bật mạng H cộng. Không xem được YouTube. Pin sạc đầy không dùng gì, để gần 1 tiếng tuột 21%.
Và cứ để vậy thì mỗi phút tuột 1%. Vậy thì theo anh đây là lỗi phần mềm hay là như thế nào nhỉ? Đầu tiên đó là về phần HD cộng nha. Anh cũng H cộng. H cộng, H cộng. Thì anh đã từng sử dụng qua rất nhiều những chiếc máy rồi, nó cũng bật H cộng nhưng mà nó không xài được. Thì cái này anh nghĩ là nó sẽ liên quan đến một phần nhà mạng nữa, chứ không phải là liên quan đến chiếc máy này đâu. Đó. Cái thứ đúng rồi. Đúng rồi. Tại vì bản thân nha, bản thân anh thấy rằng là những chiếc máy mà nhưng mà cái feedback này có nhiều không? Cái lỗi này có thường xuyên gặp phải hay không? Cái lỗi pin thì thường xuyên, còn cái lỗi này thì nó ít đúng không? Ở đó thì cái vấn đề lớn nhất nha là đôi lúc nó cứ báo H cộng nhưng mà cái tốc độ mạng nó rất là chậm. Kiểu như là các bạn ở trong một khu vực nào đó, nó có thể là bắt được H cộng đấy, nó cũng báo H cộng đấy nhưng mà nó quá yếu, cho nên là các bạn sẽ bị ảnh hưởng cái tốc độ truyền của nó. Đúng rồi, nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đấy. Cho nên là cái này thì các bạn hãy thử xem các bạn khác có gặp phải hay không. Còn nếu mà chỉ có một vài bạn thì anh sợ là chỉ có khu vực đó bị vấn đề thôi. Tại vì em từng xài con Oppo, một con Oppo khác em quên tên nữa rồi. Thì trên đường em đi về Cà Mau á thì ngồi đò. Lúc mà đi ngang khu vực mà gọi là gần nước hai bên á thì rõ ràng là H cộng nhưng mà chỉ có một vạch. Tốc độ truyền nó chỉ khoảng 0.5 hay 0.9 kilobyte trên giây. Mà về đến nhà lại khác đúng không? Mà xuống đò đi tới bến đò để mà đi về nhà thì lại là khác. Anh cũng vậy, anh cũng thường xuyên bị kiểu như là mình đang đi ô tô, mình đi khúc tự nhiên what? H cộng mà mất mạng rồi, không lấy được cái gì luôn. Nó không loát được cái gì luôn. Nhưng mà sau cái khu vực đó thì chúng ta lại loát của mình thôi. Đó, cho nên là cũng các bạn cũng cần lưu ý một cái chút xíu về cái vấn đề này nha. Còn về pin thì thực sự mà nói thì nếu các bạn mà sử dụng nhiều á, không được ngày đâu. 4.000 mấy trăm thì nó cũng chỉ hao hao gần lắm là được một ngày thôi. Còn cái vấn đề này thì mình khuyên các bạn nha, là các bạn hãy nên reset thử cái máy một lần nữa, và sau đó nếu không ổn nữa thì các bạn hãy nên đưa ra trung tâm bảo hành, bởi vì cái việc mà nó tụt một tiếng mà tụt 20% là một điều rất là khủng khiếp. Mặc dù đúng rồi, có thể là bọc 4G wifi nhưng mà để một tiếng 21% khó lắm, rất là khó. Cho nên là mình khuyên các bạn là nếu mà có vấn đề này thì hãy đưa ra trung tâm bảo hành, nếu mà reset xong rồi mà không được thì hãy đưa ra trung tâm bảo hành nha. Một vài cái feedback gọi là cuối cùng đó, em tổng hợp lại được thì nó cũng khá là hơi bị phức tạp tí, nên anh ừ ok nha. Rồi thì một số bạn kêu rằng là con máy này vào Zalo thì nó hay bị văng ra, và đặc biệt là khi mà vuốt màn hình thì nó hay xảy ra hiện tượng là gọi là lắc đơ màn hình. Đó. Và cuối cùng có một bạn kêu rằng anh bình tĩnh nghe kỹ. Rồi ok. Bạn này kêu rằng là lỗi tải app. Em đọc nguyên văn của bạn nha. Lỗi tải app. Mình lên CH Play tải app về, trên màn hình hiện lên icon là đang chờ cài đặt, và nó biến thành một cái icon Android không có tên. Sau khi tải xong nó không mở được và nó cũng hiện lên cái icon Android đó. Đó. Và tôi reset máy nó mất rồi, nhưng mà mỗi lần tải app thì vẫn gặp lại cái tình trạng này. Vậy là cái này là bị lỗi phần mềm khá là nặng. Khá là nặng. Thì khi mà bán ra thì anh nghĩ là máy nào sẽ có cái sự xác suất bị cái vấn đề này thôi. Anh sẽ trả lời ngược từ dưới lên ha. Okay. Thì cái câu chuyện này anh nghĩ là đầu tiên là các bạn, cái con mà bị lỗi mà cài ứng dụng ấy, thì các bạn nên đưa ra ngoài trung tâm bảo hành. Tại vì thực ra thì Oppo 63 tỉnh thành nào cũng có trung tâm bảo hành hết. Hoặc đơn giản thôi, các bạn chỉ cần đưa ra ở chỗ, ví dụ các bạn mua ở đâu Thế Giới Động chẳng hạn đi, đúng không, thì chúng ta mang ra Thế Giới Động, họ có thể là chạy lại cái phần mềm cho chúng ta. Thì cái câu chuyện này anh nghĩ rằng là nó đang gặp cái trục trặc gì đó, có thể là do cái code thì nó đang có vấn đề. Thì các bạn hoàn toàn có thể là ra ngoài cửa hàng điện thoại, các bạn sẽ chạy lại giùm mình. Cái đó cũng ok thôi, tại vì thực ra trước đây anh cũng đã từng gặp một vài cái trường hợp này, nhưng mà đó là máy rất là cũ, nhiều năm về trước á, thì anh phá. Đó là anh ngồi cài ROM. Đúng rồi, anh cài ROM xong rồi hồi nó phá là banh xác luôn, rồi cuối cùng là phải tự cài lại cái ROM khác. Đấy, tự cài lại, không phải là RAM khác mà là anh cài cái ROM kia rồi sao anh quay lại cái này thì nó bị lỗi. Nó cũng kiểu là nó hiện cái icon Android, cái con Android á, đúng không? Rồi sau đó anh phải tự làm lại, anh phải cài thêm mấy lần nữa thì nó mới hết được cái vấn đề này. Cho nên là nếu bạn nào mà gặp cái trường hợp này nhá, thì các bạn có thể là đưa ra trung tâm bảo hành. Còn cái vấn đề mà nó bị khư khự thì anh nói rồi là kiểu gì thì tầm này nó cũng sẽ bị khự thôi. Kiểu là lắc lắc thì chắc chắn là có rồi, không thể đòi hỏi là nó sẽ cực kỳ mượt mà giống như kiểu là những chiếc điện thoại 30-40 triệu được. Đó là cũng bị đơ, cũng bị đơ đấy. Đấy. Cho nên là các bạn phải chấp nhận ha. Tầm tiền này thì chúng ta cũng chỉ được đến như thế thôi. Còn nếu mà các bạn mà muốn nó cái trải nghiệm nó ổn hơn thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải bỏ thêm tiền, đó là điều chắc chắn. Còn về cái vấn đề mà nó bị văng app thì đôi lúc kiểu như anh sợ là nó bị đầy RAM á, có 3GB RAM mà. Và thực sự thì hôm trước có một bài ở trên Pixel đấy, cũng đã có nghiên cứu rồi, bây giờ phải tầm 6GB thì mới đủ. Đúng rồi, hoặc là bây giờ các bạn có thể là nếu anh em nào mà đang có ý định mua con này nha, thì cứ mua cái phiên bản 4 và 64GB thì RAM anh nghĩ rằng nó sẽ ok hơn so với cái việc là các bạn chỉ mua 3 và 32.
Đó là những cái trả lời của anh. Tất nhiên là nó cũng không thể đầy đủ được, bởi vì anh không có cầm chiếc máy đó. Nếu anh cầm được chiếc máy đó thì chắc chắn anh sẽ có những trả lời nó rõ ràng cụ thể hơn. Nhưng mà hy vọng rằng là những cái trả lời của anh cũng sẽ giúp các bạn có thể là giải đáp được phần nào. Nhưng cái quan trọng nhất đó là chúng ta vẫn mong muốn những bạn đang sử dụng Oppo A16K có thể là comment thêm ở trong cái clip ngày hôm nay, thì để giúp cho những bạn nào đang có ý định mua chiếc Oppo A16K này, các bạn sẽ có thêm những cái thông tin tham khảo tiếp theo. Đó không chỉ là đến từ reviewer mà sẽ đến từ những người đã sẵn sàng bỏ tiền ra để mua chiếc máy này. Pixel và bạn là cái chuyên mục mà bọn mình lập ra là để chúng ta cùng trao đổi xem thử rằng là nó có những gì vui và nó có những gì dở để cho các hãng, thứ nhất là họ có thể là khắc phục được, và thứ hai á là các bạn có thể là có thêm một cái gì đó để tham khảo cho cái quá trình mà sử dụng, hoặc là đang có ý định mua một chiếc máy nào thì có thể là chọn vào cái mục là Pixel của bạn để có thể là xem thêm đây những người dùng khác đã feedback. Là những cái feedback review thực tế nhất từ người dùng luôn chứ. Đúng rồi, không phải là từ reviewer nữa, đúng rồi. Thì các bạn cứ yên tâm nha, không có chuyện gì ở đây đâu, không có gì ở đây đâu. Ok. Và đó là những cái chia sẻ của mình cũng như là Đạt về cái chiếc Oppo A16K. Nhưng chung thì chia sẻ của người dùng chứ. Đây là một chiếc máy có thiết kế đẹp. Nói chung là thiết kế ok, mỏng, nhẹ này. Hiệu năng thì nó chỉ ở mức là chấp nhận được thôi. Bên cạnh đó thì cái thứ mà mình thích ở trên chiếc máy này là nó chạy color, nó cũng tương đối ổn định. Sóng sánh nghe gọi thì ok, có game của gọi tự động. Nói chung là nó sẽ dành cho những bạn nào mà không chơi game, và các bạn cũng chỉ cần một chiếc máy kiểu như là máy phụ một chút xíu á, thì có thể là lựa chọn cái chiếc máy này. Nếu các bạn cần một chiếc máy nó mang tính ổn định cho những thứ rất cơ bản trong phân khúc giá này. Ok, còn bây giờ thì bye.